lúc bấy giờ đức thế tôn bảo với các thiên tử cõi dục cõi sắc đúng vậy đúng vậy đúng như các ngươi đã nói này các thiên tử sắc tức là trí nhất thiết trí trí nhất thiết trí tức là sắc thọ tưởng hành thức tức là trí nhất thiết trí trí nhất thiết trí tức là thọ tưởng hành thức này các thiên tử, nhãn xứ tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là nhãn xứ, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Này các thiên tử, sắc xứ tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là sắc xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là thanh hương vị xúc pháp xứ. Này các thiên tử, nhãn giới tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là nhãn giới, nhĩ tĩ thiệt thân ý giới tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Này các thiên tử, sắc giới tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là sắc giới, thanh hương vị xúc pháp giới tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là thanh hương vị xúc pháp giới này các thiên tử nhãn thức giới tức là trí nhất thiết trí trí nhất thiết trí tức là nhãn thức giới nhĩ tĩ thể thân ý thức giới tức là trí nhất thiết trí trí nhất thiết trí tức là nhĩ tĩ thể thân ý thức giới này các thiên tử nhãn xúc tức là trí nhất thiết trí trí nhất thiết trí tức là nhãn xúc nhĩ tĩ thể thân ý xúc tức là trí nhất thiết trí trí nhất thiết trí tức là nhĩ tĩ thể thân ý xúc này các thiên tử, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tức là trí nhất thiết trí. Trí nhất thiết trí tức là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, tức là trí nhất thiết trí. Trí nhất thiết trí tức là các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra.